Đề xuất giảm 50% phí trước bạ ô tô mới đây được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam VAMA gửi tới Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Công Thương và Tài chính trong bối cảnh chịu tác động dịch COVID-19. Trong bối cảnh việc sản xuất kinh doanh ô tô tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đang chịu tác động bởi đại dịch COVID-19, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA đã có thư gửi tới Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Công Thương và Tài chính về tổng kết tác động của COVID-19 đến ngành ô tô và các đề xuất của VAMA. Trong đó có đề xuất cân nhắc giảm 50% thuế trước bạ cho khách hàng mua ô tô để kích cầu tiêu dùng và 50% thuế xuất thuế giá trị gia tăng. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô cho hay do dịch COVID-19 mà số lượng khách hàng tới tìm hiểu xe tại các đại lý đã sụt giảm đáng kể, dẫn tới số lượng hợp đồng ký mới giảm tương ứng, ảnh hưởng trực tiếp tới doanh số bán hàng tháng 3 cũng như trong thời gian tới khi mà dịch COVID-19 có thể kéo dài. Dự báo thị trường cả năm có thể sụt giảm hơn 15% so với dự báo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô trước đó. Thêm vào đó, lượng xe đến đại lý chính hãng sửa chữa cũng đã giảm khoảng 30-40%. Hiện nay và dự báo về lâu dài có thể lên tới từ 60-70% nếu dịch bệnh nghiêm trọng hơn. Theo nhận định, nếu đề xuất này được thông qua, giá ô tô tại Việt Nam có thể sẽ rẻ hơn và đồng thời khách hàng cũng sẽ tiết kiệm được hàng chục triệu đồng tiền đăng ký lăn bánh. Ví dụ như đối với mẫu ô tô có giá bán thấp nhất thị trường hiện nay là Kia Morning chỉ 299 triệu đồng. Để đăng ký tại Hà Nội, số tiền khách hàng phải bỏ ra để đóng thuế trước bạ là 35,88 triệu đồng, 12%. Nhưng nếu được giảm 50%, số tiền này chỉ còn 17,94 triệu đồng. Còn với các mẫu xe có giá bán cao hơn, số tiền này sẽ càng nhiều hơn. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô còn có đề xuất Chính phủ cân nhắc việc giảm thuế cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất. Cụ thể là giãn nộp thuế, giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tháng cho ít nhất các tháng từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2020. Theo dự thảo nghị định do Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng, giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các quý trong năm 2020 đến kỳ quyết toán ngày 31 tháng 3 năm 2021. Giãn thời gian nộp thuế tại không nhập khẩu theo quý cho các quý của năm 2020. Thêm vào đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô cũng cho hay do sản lượng chung có thể bị giảm, một số nhà sản xuất khó đạt được sản lượng tối thiểu theo quy định của Nghị định 125/2017/NĐ-CP để được hoàn thuế nhập khẩu linh kiện ảnh hưởng đến sản xuất. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu giảm sản lượng tối thiểu. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô cũng đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chấp nhận kết quả đánh giá COB tại nước ngoài, còn hiệu lực để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng cho xe và linh kiện nhập khẩu bởi do dịch nhiều nước trên thế giới đã cấm nhập cảnh. Điều này khiến các hãng không thể tổ chức các chuyến đi đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất xe ô tô và linh kiện nước ngoài theo quy định tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP. VAMA cam kết sau thời gian hết dịch, doanh nghiệp tổ chức cam kết đi đánh giá COB theo đúng quy định. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi.